là Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Xin kính chào quý thính giả và các bạn. Đây là chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý thính giả những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng lãnh đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng nhân ngày Tết truyền thống mùng 3 tháng 3. Các ý kiến của học sinh và giáo viên xoay quanh quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần tin có những tin tức đáng chú ý như: Xã Lùng Tám phát động Tết trồng cây. Xã Quảng Nguyên đẩy mạnh làm đường giao thông nông thôn. Cũng trong chương trình có bài phỏng vấn Đại tá Hoàng Đình Xuất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015. Cuối chương trình là phóng sự, đồn biên phòng Sampul tích cực tăng gia cải thiện đời sống cán bộ chiến sĩ. Và bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Mời quý thính giả cùng đồng hành với chúng tôi với những phần tin tức mới nhất diễn ra trong tỉnh. Thưa quý thính giả và các bạn, nhân kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, ngày 3 tháng 3 năm 1959, 3 tháng 3 năm 2015 và 26 năm ngày biên phòng toàn dân, 3 tháng 3 năm 1989, 3 tháng 3 năm 2015. Vào ngày 3 tháng 3, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đến chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tới dự có đồng chí Vương Bí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong thời gian qua, cùng với sự lớn mạnh chung của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã không quản ngại khó khăn gian khổ, hy sinh, vượt qua thử thách, vững vàng nơi biên cương cực Bắc của Tổ quốc. Suốt chặng đường 56 năm qua, các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, góp phần tô thắm lá cờ quyết thắng và làm rạng rỡ thêm trang sử vẻ vang, truyền thống anh hùng của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Đối với tình hình trước, trong và sau Tết, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã duy trì nghiêm chế độ trực chiến, trực chỉ huy, trực chuyên môn và trực quân số theo quy định, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự địa bàn, giúp cho người dân yên tâm vui xuân đón Tết an toàn. Phát biểu chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, biểu dương những thành tích vẻ vang mà Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được trong suốt thời gian qua. Nhấn mạnh, bước sang năm 2015, một nhiệm vụ hết sức quan trọng là đại hội đảng các cấp và cũng là năm nước rút hoàn thành mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, các đồng chí tiếp tục phát huy, kế thừa những kết quả đạt được của năm 2014, rút kinh nghiệm những cái điều mà còn tồn tại cần phải khắc phục trong năm 2014 này, để năm 2015 có được một kết quả cao hơn, sáng hơn và nó thường xuyên nhiều hơn. Thưa tập thể các đồng chí, Hà Giang chúng ta là tỉnh điện đầu Tổ quốc, tâm tư người dân của mọi vùng miền Tổ quốc người ta đều muốn đến với Hà Giang. Thì ngoài cái việc mà ta có dám đến hay không thì phải đảm bảo an ninh trật tự đã. Sau đó mới nói đến là xây dựng môi trường lành mạnh. Chúng tôi cũng mong muốn lực lượng biên phòng tiếp tục tham mưu và trực tiếp tham gia vào các hoạt động này. Không những chỉ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, mà không những chỉ là những thầy giáo quân hàm xanh, mà các đồng chí ở đây còn là những hướng dẫn viên du lịch có trách nhiệm để cho người dân cả nước hiểu về Hà Giang hơn, hiểu về biên giới Hà Giang hơn, hiểu về con người Hà Giang hơn. Có như vậy thì chúng ta mới hoàn thành được cái nhiệm vụ mà người dân cả nước giao. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cũng đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng bên cạnh việc đảm bảo chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nỗ lực hơn nữa giúp dân xóa đói giảm nghèo. Ngày 15 tháng 2 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có quyết định số 239 về việc thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Giang, gọi tắt là Ban Quản lý. Trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Giang và Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy,
Tin của phóng viên Tuấn Quỳnh. Theo quyết định, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Giang là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Bên cạnh đó, Ban Quản lý còn có chức năng quản lý và tổ chức cung ứng các dịch vụ hành chính công, tổ chức các dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất cho nhà đầu tư. Ban Quản lý có trưởng ban và không quá 3 phó trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đại diện Ban Quản lý tại khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Chính phủ ban hành. Việc thành lập Ban Quản lý khu kinh tế trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Giang và Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy là chủ trương nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước, đơn giản hóa thủ tục hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Thưa quý thính giả và các bạn, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh mới của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015, đã có nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này. Tuy nhiên, các ý kiến đều cho rằng quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh. Ghi nhận của phóng viên tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Giang. Sau khi quy chế mới về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành, đã phổ biến tới tất cả các em học sinh, trong đó tập trung vào học sinh khối lớp 12 nhằm giúp các em hiểu rõ hơn và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới. Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Giang là trường đi đầu của tỉnh với trình độ chuyên môn, chất lượng đầu vào đều được chọn lựa kỹ càng. Phần lớn các em học sinh đều có kết quả học tập cao, đạt loại khá giỏi. Do vậy, đối với quy chế tuyển sinh mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh trường chuyên cho rằng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn giúp các em có thể chọn được nhiều trường mà không phải đi thi nhiều lần. Tuy nhiên, do đề thi bao gồm cả đề thi tốt nghiệp và thi cao đẳng, đại học nên nhiều học sinh còn băn khoăn, lo lắng về mức độ khó dễ của đề thi cũng như việc phân loại học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và học sinh cao đẳng, đại học. Em Bùi Huy Phúc, lớp 12 toán trường trung học phổ thông chuyên Hà Giang nói. Quy chế này em thấy là học sinh chúng em sẽ có nhiều cơ hội hơn có thể đỗ vào các trường đại học. Em thì em cũng thấy tò mò, cũng rất muốn biết về cái đề thi năm nay. Cũng xoay quanh quy chế mới về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển cao đẳng đại học, nhiều học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh cho rằng quy chế mới khá thuận lợi đối với các em, nhưng do là năm đầu áp dụng và một số em do không học đồng đều các môn nên nhiều học sinh còn khá lo lắng. Em Bàn Thị Thơm, lớp 12A5, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh cho biết suy nghĩ của mình như sau. Đây là năm đầu tiên đổi mới mà lại áp dụng với bọn em, cho nên là bọn em cũng hơi bỡ ngỡ. Tiếp nữa là cái đề thi ấy, thì bọn em cũng không biết là nó có nhiều số lượng câu hỏi như thế nào mà nó phân cấp khó dễ ra làm sao và họ sẽ xét tuyển như thế nào theo hệ cao đẳng đại học. Bên cạnh những ý kiến của các học sinh về quy chế tuyển sinh mới thì các thầy cô giáo, ban giám hiệu nhà trường cũng đều cho rằng quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo với nhiều điểm mới sẽ thuận lợi hơn cho các em học sinh. Còn đối với việc các em học sinh học lệch các môn, nhà trường đã có các biện pháp để bồi dưỡng, củng cố kiến thức thêm cho các em, giúp cho các em có được kiến thức cơ bản nhất nhằm đạt kết quả cao trong kỳ thi. Cô giáo Đỗ Lệ Hằng Thi, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hà Giang cho biết. Trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2015 của nhà trường, thì với chúng tôi, cái quá trình tiếp cận thì nó cũng không có gì là khó khăn lắm. Về cơ bản, chúng tôi xác định là phải trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản nhất về trang bị về kỹ năng làm bài thi cũng như là bản lĩnh khi tham gia dự thi. Và chúng tôi hy vọng là 142 em học sinh khối 12 của nhà trường năm nay sẽ đạt hiệu quả xuất sắc nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2015. Như vậy, nhìn chung, những điểm mới của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh cao đẳng đại học sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thí sinh. Tuy nhiên, mỗi thí sinh cũng cần tìm hiểu kỹ hơn về quy chế mới và chuẩn bị cho mình kiến thức vững vàng để kỳ thi diễn ra thành công và đạt kết quả cao. Thưa quý thính giả và các bạn, sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất của các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Ngày 27 tháng 2, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Ất Mùi năm 2015. Việc tổ chức trồng cây xanh vào dịp đầu xuân có ý nghĩa thiết thực nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc, đảm bảo môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước, hạn chế thiên tai, biến đổi khí hậu, nâng tỷ lệ che phủ của rừng, đem lại lợi ích nhiều mặt cho hộ gia đình, vừa góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo huyện Quản Bạ cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức cùng nhân dân xã Lùng Tám đã tham gia trồng 418 cây, gồm các loại cảnh quan, cây ăn quả, cây lấy gỗ, tại khuôn viên Ủy ban Nhân dân xã, dọc các tuyến đường thôn Hợp Tiến, xung quanh các hộ dân. Vụ xuân năm 2015, xã Linh Hồ phấn đấu trồng trên 40 hectare lạc. Tuy không phải là xã trồng lạc với diện tích lớn của huyện Vị Xuyên, nhưng bà con nhân dân trong xã vẫn chú trọng khâu làm đất, bón phân, chọn giống cây trồng và chăm sóc. Cơ cấu chủ yếu bằng giống lạc đỏ truyền thống, hạt nhỏ, ngọt, vỏ bé. Còn lại là lạc trắng L14 có nhiều ưu điểm như vỏ mỏng, nhân to, đều củ, năng suất đạt cao hơn so với giống lạc đỏ địa phương. Những cánh đồng ruộng một vụ không có nước cấy lúa xuân đều được các thôn bản, các hộ dân trồng lạc. Ngoài hiệu quả kinh tế thì cây lạc còn có tác dụng cải tạo đất, giảm chi phí đầu tư phân bón cho những vụ sau. Để đạt được mục tiêu kế hoạch, các ngành chuyên môn của huyện Vị Xuyên phối hợp với các ủy chính quyền xã tổ chức chỉ đạo hướng dẫn nhân dân về các biện pháp khoa học kỹ thuật trồng chăm sóc, đồng thời phấn đấu trồng xong diện tích lạc vụ xuân năm 2015 của xã Linh Hồ khi thời tiết thuận lợi. Xác định chương trình hỗ trợ cho bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là một chương trình trọng tâm có ý nghĩa quan trọng, giúp các gia đình khó khăn có con giống để phát triển sản xuất. Xã Du Già, huyện Yên Minh đã đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đến nay, xã đã hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Trong năm 2014, toàn xã Du Già có 64 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ mỗi hộ 10 triệu đồng để mua cho bò sinh sản về nuôi. Để việc hỗ trợ triển khai đúng đối tượng và đúng tiến độ đề ra, cấp ủy chính quyền xã đã chú trọng tới việc rà soát đối tượng thụ hưởng, bởi có đúng đối tượng mới phát huy được hiệu quả của chương trình. Bằng sự linh hoạt trong cách thức triển khai, đến nay xã đã hoàn thành việc hỗ trợ con giống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Sau khi hoàn thành tiến độ chương trình, cấp ủy chính quyền xã đã chú trọng tới công tác kiểm tra giám sát, hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi để con giống phát huy hiệu quả tối đa, đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ trồng cỏ để làm thức ăn cho gia súc và làm tốt công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong vụ đông năm nay, đảm bảo để không có trâu bò bị chết do đói rét. Với việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của chương trình hỗ trợ, chắc chắn đây sẽ là hướng đi giúp người dân trên địa bàn xã Du Già, huyện Yên Minh, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, thoát nghèo một cách bền vững. Xác định giao thông nông thôn là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn huyện Xín Mần đã tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là nguồn lực trong nhân dân để xây dựng giao thông nông thôn. Trong đó có xã Quảng Nguyên với phong trào vận động nguồn lực từ nhân dân để xây dựng giao thông nông thôn với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng, cùng với đó là sự công khai minh bạch về tài chính, cộng với sự động viên khích lệ kịp thời từ các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, hơn cả là sự đóng góp thiết thực của nhân dân đã và đang giúp hệ thống đường giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện, từ đó tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong vùng, vận chuyển và giao lưu hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao dân trí, khai thác các thế mạnh, tiềm năng sẵn có của địa phương, góp phần tích cực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn huyện Xín Mần. Thưa quý thính giả và các bạn, bây giờ là một thông tin cuối, nhưng có lẽ sẽ được rất nhiều người ở phường Minh Khai, thành phố Hà Giang quan tâm. Thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng thành phố Hà Giang trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ và giải trí cao cấp, tập trung hoàn thiện hệ thống trang trí, trang hoàng đô thị, chào đón Xuân Ất Mùi, chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Năm 2014, thành phố Hà Giang đã chú trọng vào trang trí tại các tuyến đường trung tâm. Thế nhưng sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, nhiều cổng chào trang trí tại địa phận phường Minh Khai đã bị hư hại, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an toàn cho người tham gia giao thông. Theo tìm hiểu của chúng tôi, công trình xây dựng cổng chào trang trí tại các trục đường chính trên địa bàn thành phố Hà Giang được thực hiện từ hai nguồn kinh phí là nguồn do Ủy ban Nhân dân thành phố làm chủ đầu tư xây dựng và nguồn chỉnh trang đô thị được Ủy ban Nhân dân thành phố phân về các xã, phường để các đơn vị tự thực hiện đầu tư xây dựng, trên cơ sở có huy động nguồn xã hội hóa. Tổng mức đầu tư của mỗi một cổng chào trang trí ước gần 50 triệu đồng. Theo thiết kế, cổng chào trang trí có hai trụ cổng được kết cấu bằng sắt. Phía trên lắp đặt khung sắt gắn hình trang trí với hai dạng chính là dạng lưới và dạng pano. Cổng chào trang trí tại phường Minh Khai cũng có thiết kế tương tự,
chỉ khác ở bảng trang trí phía trên là bảng hình hộp gắn pano in chữ hai mặt. Chính điều này đã tạo nên lực cản gió. Do vậy, chỉ vài ngày trở lại đây, khi trời trở gió đã khiến cho bộ phận phía trên của cổng chào trang trí trở nên siêu vẹo, lệch so với thiết kế ban đầu. Điều này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đối với người tham gia giao thông, đặc biệt khi vào mùa mưa bão sắp đến gần. Thưa quý thính giả và các bạn, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Giang tuy mới được thành lập, trong điều kiện vừa phải kiện toàn bộ máy, vừa phải bắt tay vào triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, song với sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, giai đoạn 2012-2014, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Hà Giang đã cơ bản thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Phóng sự ngắn do phóng viên Tuấn Quỳnh thực hiện, mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe. Sau hơn 2 năm hoạt động, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Giang đã kết nạp được 9 hội thành viên với hơn 8.000 hội viên. Trong 2 năm 2013-2014, hoạt động tư vấn phản biện của Liên hiệp hội đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, như đóng góp ý kiến vào báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 15, tham gia phản biện các đề án, dự án lớn trọng tâm của tỉnh như dự án quy hoạch tổng thể phát triển cây dược liệu tỉnh Hà Giang, đề án thành lập vườn quốc gia gắn với công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, phản biện vào đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh đến năm 2020. Ông Nguyễn Khắc Quyền, Phó Giám đốc Sở Công Thương nói: Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thì đã hoạt động rất là nhiều nội dung, trong đó có cái nội dung là phản biện xã hội, đặc biệt là có cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thì trong thời gian vừa qua thì qua cái đề án này thì cho thấy rằng cái vai trò phản biện xã hội là rất là quan trọng. Qua quá trình phản biện xã hội thì đã cho thấy nhiều vấn đề bất cập đã bộc lộ ra trong quá trình phản biện, và từ đó thì giúp cho cơ quan chủ trì soạn thảo có cái định hướng tốt hơn trong cái vấn đề thực hiện cái đề án này. Về công tác tuyên truyền, hội đã xây dựng và đưa trang thông tin điện tử website của Liên hiệp hội Hà Giang đi vào hoạt động. Trong 3 năm, Liên hiệp hội đã tích cực phối hợp với các sở ngành của tỉnh như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, báo Hà Giang, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức thành công cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ 6 đến lần thứ 8. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức thành công các hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh từ năm 2012 đến nay. Bà Nguyễn Thị Đức, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh cho biết: Chúng tôi đã thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học về kế thừa ứng dụng một bài thuốc gia truyền để chữa bệnh cho cộng đồng. Thì chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích độc tính của cái bài thuốc này, và chúng tôi đã điều trị tiến cứu cho 100 bệnh nhân tại chi hội bệnh viện y học cổ truyền tỉnh. Và đến nay là đề tài đã đi vào phần đánh giá phân tích kết quả. Thì qua kết quả cho thấy thì cái bài thuốc gia truyền này có tác dụng chữa bệnh đạt kết quả trên 70%. Và sau khi kết thúc đề tài thì chúng tôi sẽ ứng dụng và chuyển giao cho các cơ sở y tế để điều trị cho bệnh nhân tại cơ sở. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Giang còn nhiều tồn tại, nhiều khó khăn, như công tác phát triển hội thành viên còn chậm và rất khó khăn do đội ngũ những người làm công tác khoa học kỹ thuật hiện nay vừa thiếu về số lượng, lại không đồng đều về trình độ chuyên môn. Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội còn thiếu thông tin về các nội dung cần phản biện, thiếu tự tin do năng lực của hội đồng phản biện chưa đồng đều. Bên cạnh đó, thiếu con người và ngân sách cũng là những cản trở lớn ảnh hưởng đến hoạt động phản biện. Nhận thức của một số ngành về vai trò của hoạt động phản biện cũng chưa đầy đủ, do đó còn tình trạng né tránh. Ông Cao Hùng Kỳ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh cho biết: Đề nghị tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh và Liên hiệp hội Việt Nam tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để Liên hiệp hội Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là cái hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, đề án, dự án trọng tâm, trọng điểm của tỉnh. Đề nghị Sở Tài chính, Sở Khoa học Công nghệ và Ủy ban tỉnh quan tâm giúp đỡ, nâng cao cái hỗ trợ về kinh phí cho Liên hiệp hội Hà Giang để tổ chức hoàn thành các cuộc thi sáng tạo, hội thi sáng tạo, giải thưởng khoa học công nghệ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Giang đạt hiệu quả cao hơn. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, thì từng người làm công tác khoa học kỹ thuật còn cần tích cực chủ động hơn nữa trong việc đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt chú trọng vào các hoạt động chính như củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên,
đẩy mạnh hoạt động phản biện và giám định xã hội. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình đang được phát sóng trên tần số 100 và 103,2 MHz. Thưa quý thính giả và các bạn, năm 2014, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang đã lãnh đạo chỉ đạo đơn vị chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất chủ trương trong xây dựng, quản lý, bảo vệ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới. Kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống biên phòng, mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2015 và 26 năm ngày biên phòng toàn dân, mùng 3 tháng 3 năm 1989, mùng 3 tháng 3 năm 2015, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang đã có cuộc phỏng vấn lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang về những thành tích nổi bật trong năm 2014 và nhiệm vụ của năm 2015 của lực lượng biên phòng Hà Giang. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe. Thưa Đại tá Hoàng Đình Xuất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, xin đồng chí hãy cho biết những kết quả nổi bật trong năm 2014 của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang. Năm 2014, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang tiếp tục quán triệt cái chủ trương của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng cũng như Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về năm huấn luyện điều lệnh kỷ cương bằng những cái việc cụ thể, bằng cái kế hoạch cụ thể sát với điều kiện thực tế của địa bàn và đơn vị. Năm 2014 thì Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang phối hợp với các lực lượng, đặc biệt là lực lượng Bộ đội Biên phòng Trung Quốc trong việc giữ gìn quản lý bảo vệ biên giới, đã xử lý 11 vụ cư dân biên giới hai bên vi phạm hiệp định về quy chế quản lý biên giới. Trong lĩnh vực phòng chống tội phạm thì Bộ đội Biên phòng Hà Giang đã giải quyết được 6 cái chuyên án phòng chống tội phạm, giải cứu được trên 30 phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc và đấu tranh hoàn thành kết thúc cái chuyên án X13 về chuyên án chính trị, đã góp phần tạo điều kiện cho địa phương trong việc củng cố xây dựng cơ sở chính trị của địa phương. Trong lĩnh vực vận động quần chúng thì Đảng ủy Bộ đội Biên phòng cũng rất là quan tâm chỉ đạo lãnh đạo các cái đơn vị, các đồn biên phòng triển khai tốt cái nhiệm vụ thực hiện cái công tác tuyên truyền đối với bà con các dân tộc trên 34 xã thị trấn biên giới và các xã tiếp giáp, thực hiện tốt cái ba văn kiện pháp lý về biên giới. Nhân dân cũng thực hiện cái tốt cái phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc cùng với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng đấu tranh giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Về công tác xây dựng đơn vị thì Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang cũng tập trung vào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong năm 2014 thì đơn vị đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Thưa đồng chí, để đạt được những cái thành tích như vậy thì bên cạnh sự nỗ lực của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang thì còn có những cái yếu tố quan trọng như thế nào để có thể làm nên những cái thành tích như vậy? Trước hết là Đảng ủy Bộ Chỉ huy Phòng tỉnh xác định tốt cái nhiệm vụ chính trị và tập trung cái sức lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, cấp ủy chỉ huy các cái chi đảng bộ cơ sở đều phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm. Và một cái yếu tố quan trọng theo tôi thì đó là cái vai trò lãnh đạo của cấp ủy và vai trò của người chỉ huy trong việc tổ chức chỉ huy lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Thưa đồng chí, trong năm 2015 thì Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang sẽ có những cái định hướng như thế nào để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2015? Năm 2015 chúng tôi tiếp tục quán triệt cái quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy cũng như Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tiếp tục thực hiện năm huấn luyện điều lệnh kỷ cương bằng những công việc cụ thể. Đến bây giờ, đến thời điểm này thì 100% các đơn vị đã triển khai cái sinh hoạt chính trị đầu năm và triển khai bằng cái kế hoạch cụ thể trong cái việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Năm 2015 là năm kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng và 26 năm ngày Biên phòng toàn dân.
Đảng ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh cũng như cấp ủy các đơn vị và toàn thể cán bộ chiến sĩ bộ đội Hà Giang tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và truyền thống của lực lượng trong 56 năm qua để triển khai bằng những nhiệm vụ cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, với cái lực lượng bảo vệ biên giới của phía đối diện, cũng như là tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương, và bằng những việc cụ thể thì được nhân dân trên địa bàn biên giới cũng như là cấp ủy đảng chính quyền địa phương tin tưởng giao phó cho bộ đội biên phòng. Xin cảm ơn đại tá đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Quý thính giả và các bạn thân mến, xác định nâng cao đời sống, sức khỏe, sức chiến đấu của cán bộ chiến sĩ là một nhiệm vụ quan trọng. Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, đồn biên phòng Sampul đứng chân trên địa bàn xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc còn tích cực tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao mức sống cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Mời quý thính giả và các bạn lắng nghe bài viết "Đồn biên giới Sampul đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cán bộ chiến sĩ" của hai phóng viên Kỳ Duyên, Minh Chuyên, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Mèo Vạc thực hiện. Đồn biên phòng Sampul có 46 cán bộ chiến sĩ, mặc dù luôn thực hiện tốt và đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ, nhưng trong thời điểm giá cả thị trường tăng cao, cùng với đó, đóng chân tại vùng biên giới xa xôi, đường xá đi lại khó khăn, không chủ động được việc đi lại mua sắm nguồn thực phẩm. Chính vì vậy, việc tăng gia nhiều thực phẩm, rau xanh đưa vào bếp ăn, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho chiến sĩ là một nhiệm vụ quan trọng được đưa vào nghị quyết của Đảng ủy cơ quan. Mặt khác, làm tốt công tác tăng gia sản xuất còn giúp cán bộ chiến sĩ thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng nguồn hậu cần tại chỗ. Vì vậy, hàng năm, cấp ủy đã ra nghị quyết chuyên đề triển khai cho toàn đơn vị tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc. Đồng thời, ban chỉ huy đồn giao cho từng đội tận dụng những khoảnh đất trống quanh đơn vị để tăng gia sản xuất. Đây cũng là một trong những chỉ tiêu để đánh giá kết quả thi đua hàng năm giữa các đội với nhau, nên đã thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ chiến sĩ. Thiếu tá Dương Hồng Phong, trưởng đồn biên phòng Sampul, huyện Mèo Vạc nói: "Chúng tôi xác định nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là nhiệm vụ chính trị chủ yếu, trong đó nhiệm vụ tăng gia sản xuất là nhiệm vụ quan trọng. Cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thực hiện theo đúng cái chế độ tăng gia hàng ngày, hàng tuần vào các cái giờ nghỉ, ngày nghỉ để như vậy là phát triển cái đàn gia súc, gia cầm, vườn, ao chuồng. Hướng của chúng tôi sắp tới là chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tăng gia sản xuất ở tại tổ tăng gia tập trung, cũng như là phát triển tăng gia sản xuất ở các đồn bộ cũng như là tổ và trạm kiểm soát. Chúng tôi xác định là mũi nhọn là đầu tư vào trong cái đàn gia súc." Đóng chân trên địa bàn biên giới xa xôi, nơi muôn trùng đá xám, diện tích đất ít cùng với khí hậu khắc nghiệt, mùa đông rét đậm rét hại, có những năm nhiệt độ xuống thấp dưới -1, -2 độ, xuất hiện tuyết và đóng băng. Nhưng với lòng quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sampul vẫn tích cực tăng gia sản xuất. Đến nay, vườn rau xanh của các chiến sĩ luôn xanh tốt, đầy đủ các loại rau như bắp cải, su hào, salad, và chăn nuôi hơn 15 chú lợn và đàn gia cầm với gần 100 con. Trong đó, đồn còn đẩy mạnh mô hình nuôi lợn rừng và chim chỉ. Chiến sĩ Hoàng Thế Anh, đồn biên phòng Sampul, huyện Mèo Vạc nói: "Là một đồng chí biên phòng thì tôi có nhiệm vụ là chính là bảo vệ biên cương, bảo vệ biên giới của Tổ quốc. Bên cạnh đó thì tôi cũng có nhiệm vụ là tăng gia sản xuất. Thì nhiệm vụ tăng gia thì thường ngày thì chúng tôi thường làm vào những giờ nghỉ. Trong quá trình tăng gia sản xuất thì đó cũng là một nhiệm vụ của chúng tôi. Và khi tôi thực hiện những nhiệm vụ đó thì tôi thấy là rất là vui và rất là tự hào. Bởi vì chúng tôi tăng gia sản xuất là cũng là để phục vụ cho nhu cầu ăn uống của chúng tôi và có thêm thu nhập cho đơn vị." Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuần tra biên giới, cứ mỗi buổi chiều về, cán bộ chiến sĩ các đội lại tập trung cho việc tăng gia sản xuất. Nhìn những luống rau đang lên xanh tốt khắp khu vườn tăng gia cùng với những chú lợn béo tròn, chúng tôi mới cảm nhận được phần nào nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ của đồn trong công tác hậu cần, chăm lo đời sống cho bộ đội. Nhờ nỗ lực tăng gia sản xuất mà thực phẩm cung cấp cho đồn ngày càng phong phú, sản lượng bình quân hàng năm đều tăng, thu nhập bình quân từ tăng gia là 40 đến 50 triệu đồng. Từ nguồn tăng gia, chất lượng bữa ăn được nâng lên từ 2 đến 2.500 đồng một bữa, góp phần duy trì 100% quân số khỏe để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý bảo vệ chủ quyền vùng biên, cũng như cải tạo cảnh quan môi trường của đơn vị.
Bản tin dự báo thời tiết. Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 3 năm 2015 do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu các nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây không mưa, gió nhẹ, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ C, độ ẩm trung bình 75%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình 75%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình 77%. Quý thính giả và các bạn thân mến, chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Hoàng Anh biên soạn cùng các phát thanh viên Xuân Tình, Như Quỳnh, Nguyễn Hùng và kỹ thuật viên Lan Phương phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.